Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món tàu hủ kỳ cuộn. Tàu hủ kỳ khi làm xong á, bên ngoài thì dai, còn bên trong á, béo bùi từ đậu hũ, ăn cùng với muối tiêu chanh, ngon và lại thanh đạm. Đây là tất cả nguyên liệu, mình có hai lá tàu hủ kỳ khô và 3 miếng đậu hũ trắng, ngò gí, 50g bột mì, tiêu xay với hạt nêm chay. Và ở đây thì mình cũng có dùng thêm là vài lá gông biển nha các bạn. Đậu hũ trắng thì mình sẽ tán nhuyễn. Khi tán nhuyễn xong á, thì sẽ dắt cái phần nước còn sót lại để lát làm cái phần nhân á, không sợ bị nhão. Lá tàu hủ kỳ thì mình sẽ bỏ cái phần viền cứng bên ngoài. Rồi cắt cho bằng với cái lá gông biển. Thì các bạn có thể sử dụng lá tàu hủ kỳ tươi để mình cuộn á, khi ăn cũng rất là ngon. Tiếp tục mình sẽ cắt khoảng chừng 3 miếng hoặc 2 miếng. Còn một phần thì mình sẽ cắt nhỏ ra để lát mình làm cái phần nhân trộn chung với đậu hũ cho dai ngon. Cắt xong mình ngâm dưới nước. Khi ngâm dưới nước xong mới vớt ra ngoài, rồi tiếp tục mình cho cái phần nước nóng vô. Đây là đậu hũ mình vắt cũng khô rồi, để vô thau để trộn làm phần nhân. Còn lát tàu hủ kỳ thì mình cũng vắt nước khô, mình cũng để chung vô. Ngò gí để vô thơm, gia vị thì hạt nêm chay, tiêu xay. Thêm bột mì vô cho có độ kết dính rồi trộn đều. Mình sử dụng thêm lá tàu hủ kỳ làm phần nhân được dai, còn đậu hũ thì béo bùi. Giờ mình trộn tất cả thì cũng đã đều rồi. Và sẽ đi cuộn cái phần lá tàu hủ kỳ. Trước khi cuộn lá tàu hủ kỳ thì mình sẽ nhúng nước đều để mềm, khi cuộn dễ cuộn hơn. Rồi cho cái phần nhân tàu hủ kỳ với đậu hũ lên cái miếng tàu hủ kỳ á. Dùng cái muỗng rồi tán đều cái phần nhân. Khi phần nhân đã đều rồi á, mình cho cái lá gông biển lên. Rồi tiếp tục á, thì mình cũng để cái phần nhân lên rồi tán cho đều cái phần nhân. Mình làm từ lớp vậy á. Rồi mình cũng cho cái lá tàu hủ kỳ đã nhúng nước lên. Mình sử dụng nhiều lá tàu hủ kỳ á, thì cái đòn tàu hủ kỳ cuộn á, sẽ được dẻ chặt và ngon. Rồi mình sẽ cuộn lại cho thật là dẻ chặt á. Mình cuộn sao á, mình cảm thấy chắc tay là được. Dùng cái tăm á, xuyên vào như vậy để khi mình hấp không sợ bị bong. Rồi mình sẽ đi hấp cái phần tàu hủ kỳ cuộn này. Mình sẽ hấp là nửa tiếng nha các bạn. Tàu hủ kỳ thì nãy giờ mình hấp cũng được nửa tiếng rồi. Sẽ đem ra ngoài rồi để cho nguội. Đây là phần tàu hủ kỳ khi mình đã để nguội. Để nguội như gì á, khi mình cắt á, rất là dễ cắt. Tàu hủ kỳ á, thì rất là dễ chặt. Trước khi mình cắt á, mình sẽ gỡ những cây tăm mà nãy mình có xiên vào á, gỡ ra hết rồi mình hả cắt. Và món tàu hủ kỳ cuộn với gông biển đậu hũ thì ăn kèm với muối tiêu chanh. Ở đây thì mình có chuẩn bị một ít muối tiêu chanh. Giờ mình sẽ gấp phần tàu hủ kỳ ra dĩa cho các bạn xem nha. Món tàu hủ kỳ cuộn gông biển đậu hũ. Mình làm chay thì mình cũng vừa làm xong. Bên ngoài thì rất là dai, còn bên trong béo bùi ngon từ đậu hũ với lá gông biển. Thì các bạn làm thử cái món tàu hủ kỳ cuộn, vừa ngon ăn lại thanh đạm, không bị ngán.
chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.